Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mua Bán Ô Tô của Em Lợi. Lời đầu tiên Em Lợi xin gửi đến toàn thể quý vị các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Và quý chị nào lần đầu tiên xem video của Em Lợi, cho Em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô tại quận Hà Đông, Hà Nội. Và quý chị nào có nhu cầu mua bán, xe trao đổi, nhớ liên hệ ủng hộ Em Lợi. Bên Em Lợi chuyên thu mua các dòng xe ô tô đã qua sử dụng, ưu tiên các dòng xe bán tải và yêu cầu là xe đẹp. Và hôm nay Em Lợi xin quay giới thiệu đến toàn thể quý vị các bạn một chiếc xe bên em vừa mới nhập về. Vâng, em Forerunner 2014 chính thức ngừng giao dịch về Thanh Hóa, bấm biển mới đấy ạ, 36 34 394. Vâng, bên đây là phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thanh Hóa. Em vừa mới về Thanh Hóa để làm sang tên cho bác Tú ở Lang Chánh, Thanh Hóa. Chiếc Forerunner 2014 số sàn XLS chính thức ngừng giao dịch về cho bác Tú Thanh Hóa, bấm biển mới khá là đẹp, biển 36. Em từ Hà Nội về Thanh Hóa làm vợ bác Tú, 36C3439. Rồi. Hôm nay bàn giao xe cho bác, chúc bác cũng tốt tiền bền. Anh em sau này có nhu cầu lên đời là alo Em Lợi anh nhé. Làm cái hình ảnh còn hơn cả bác.